Quý vị và các bạn đang theo dõi mục điểm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan rất nhanh gây tổn hại lớn về sức khỏe và tính mạng người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội và mọi mặt của đời sống trong thời gian qua nhiều nơi thực hiện giãn cách xã hội hạn chế tập trung đông người việc tổ chức sinh hoạt đảng định kỳ nhất là các tổ chức đảng có đảng viên hoạt động phân tán làm nhiệm vụ đặc thù địa bàn cách trở đang gặp nhiều khó khăn rất nhiều tổ chức cơ sở đảng đã mạnh dạn tổ chức sinh hoạt bằng hình thức trực tuyến thay cho sinh hoạt tập trung vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch vừa giữ vững quy định về định kỳ sinh hoạt đảng với nghị quyết mới nhất của ủy ban thường vụ quốc hội các biện pháp giải pháp hành động ứng phó cấp bách phòng chống dịch của chính phủ các bộ ngành địa phương trong tình trạng khẩn cấp sẽ sớm được công bố chính thức có hiệu lực pháp lý để triển khai áp dụng trên toàn quốc đây là thông lệ pháp luật áp dụng phổ biến tại nhiều quốc gia khi xảy ra tình huống khẩn cấp đòi hỏi cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trao thẩm quyền mạnh hơn cho chính phủ để ứng phó nhanh linh hoạt tập trung thống nhất trong kiểm soát tình hình cấp bách trên cả nước bên cạnh triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch việc thực hiện tốt nghị quyết của chính phủ sẽ kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp duy trì phục hồi ổn định đời sống và phát triển sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo yêu cầu của trung ương của quốc hội theo Tổng cục thống kê, kim ngạch nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng năm 2021 đạt hơn 188 tỷ đô la, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là mức tăng khá cao, nhất là xét trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn, do đó cần phân tích về cơ cấu mặt hàng thị trường để giải bài toán nhập khẩu tăng cao từ đó có hướng giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra. Theo các chuyên gia, việc lựa chọn đối tác thị trường nào để nhập khẩu hàng hóa là quyền của doanh nghiệp tuy nhiên nếu thường xuyên hoặc ngày càng tăng tỷ trọng nhập khẩu từ một thị trường nào đó có thể đẩy doanh nghiệp vào tình thế bất lợi khi xảy ra sự thay đổi đột ngột từ phía nguồn cung như vậy nếu bị đứt gãy nguồn nhập khẩu nguyên liệu phụ liệu phục vụ sản xuất sẽ đẩy doanh nghiệp vào tình huống bị động thiệt hại kinh nghiệm rút ra là không nên quá tập trung nhập khẩu từ một thị trường về lý thuyết việt nam đang thực hiện nội dung cam kết trong các hiệp định thương mại tự do nhất là các fta thế hệ mới theo đó nhiều lợi thế đã được khẳng định trên thực tiễn vì vậy về lâu dài đây chính là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp trong nước tăng cường nhập khẩu định hướng đa dạng hóa và chủ động về nguồn cung với các nước đã ký fta đó là gợi ý phù hợp vì nhập khẩu nguyên liệu đầu vào vẫn tiếp diễn trong một số năm tiếp theo do việt nam chưa thể tự đáp ứng nguồn nguyên liệu vật tư cho sản xuất trong một sớm một chiều trong gói giải pháp về giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp người kinh doanh gặp khó khăn do dịch COVID-19, Bộ Tài chính nghiên cứu hai gói chính sách và ưu tiên lựa chọn gói có tổng số tiền thuế giảm khoảng 20.000 tỷ đồng, gói còn lại giảm trên 40.000 tỷ đồng, tính tổng các phương án không được Bộ này chọn. Bộ Tài chính vừa gửi lấy ý kiến các bộ ngành dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp thu ngân sách nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người kinh doanh chịu ảnh hưởng dịch COVID-19. Theo đó, có 3 chính sách giảm thuế, một chính sách miễn tiền lãi chậm nộp. Mỗi chính sách đơn vị soạn thảo đưa ra hai phương án khác nhau, số tiền miễn giảm cũng khác nhau. Tại mỗi chính sách, Bộ Tài chính ưu tiên lựa chọn một phương án, tổng số tiền miễn giảm theo lựa chọn này khoảng 20.000 tỷ đồng, trong khi các phương án không được Bộ này chọn có tổng giá, giá trị trên 42.300 tỷ đồng. Các đề xuất đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, sau đó sẽ hoàn thiện và báo cáo chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định mức miễn giảm thuế, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân kinh doanh. Ngoài các chính sách đang đề xuất trên, hiện một số chính sách về thuế phí tiền thuê đất đang được áp dụng có tổng trị giá khoảng 118.000 tỷ đồng. Trong đó số tiền thuế, phí miễn giảm khoảng 3.000 tỷ đồng, số còn lại là tiền gia hạn theo ông Trần Văn Tiến, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, từ đầu năm đến nay, việc thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hóa diễn ra chậm. Thông tin trên báo Thông tấn xã Việt Nam số ra hôm nay. Nguyên nhân của việc chậm tiến độ sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là do cơ chế chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, đặc biệt là quy định xác định giá trị doanh nghiệp, quy định về sắp xếp lại xử lý nhà đất và quy định về phương án sử dụng đất sử dụng vốn từ cổ phần hóa còn chưa đầy đủ và rõ ràng, không phải đến thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát thì việc cổ phần hóa các doanh nghiệp mới gặp khó khăn mà khó khăn là ở chính các doanh nghiệp nhà nước việc vận động thu hút nguồn lực của người dân đặc biệt là các doanh nghiệp quan tâm đến cổ phần hóa không hề đơn giản các doanh nghiệp nhà nước có tính thanh khoản cao có khả năng tiềm năng tốt thì hầu như đã cổ phần hóa rồi còn lại là những công ty doanh nghiệp nợ lỗ vốn tính thanh khoản kém nên việc cổ phần hóa rất chậm cho nên các doanh nghiệp không hào hứng trong việc cổ phần hóa bên cạnh đó việc cổ phần hóa phải qua rất nhiều thủ tục trong đó có cả thủ tục về kiểm toán giải quyết công ăn việc làm cho những người lao động từ đó dẫn đến việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước khá khó khăn Lâu nay học phí đào tạo khối ngành y dược luôn được quan tâm, âu cũng bởi so với mặt bằng chung, mức học phí ngành y ở một số trường được cho là cao quá mức. Đề án tuyển sinh của các trường cho thấy năm học 2021-2022 và lộ trình học phí cho cả khoa học có trường công bố mức học phí ngành y lên tới hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Thống kê sơ bộ trường đại học công lập có mức học phí đào tạo ngành y tương đối ổn định, ở mức tương đương nhau và dễ chịu hơn so với các trường đại học ngoài công lập. Theo đó, mức học phí các trường đào tạo ngành y dược ở trường công thấp nhất là 14,3 triệu đồng mỗi năm, cao nhất là 88 triệu đồng mỗi năm, ở trường tư cao nhất là 220 triệu đồng mỗi năm. Từ mùa tuyển sinh năm 2020, dư luận đã dấy lên những băn khoăn về mức học phí khủng của khối trường y dược hoặc trường có đào tạo ngành y dược liên quan đến vụ học phí tăng đến 70 triệu đồng mỗi năm Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Độ cao và sức nóng của học phí ngành y năm 2020 đã khiến Bộ Giáo dục Đào tạo phải vào cuộc. Bộ này đề nghị Bộ Y tế xác minh vụ học phí trường y tăng gấp 5, qua đó cần cung cấp thông tin công khai cho xã hội và người học. Theo lãnh đạo vụ giáo dục Đại học Bộ Giáo dục Đào tạo, khi luật yêu cầu công khai mức học phí ngay từ đề án tuyển sinh thì việc một trường nào đó đặt giá mức học phí quá cao, không thuyết phục, không giải trình được thì chắc chắn sẽ bị người học quay lưng. Câu chuyện tự chủ đại học gắn với việc tăng học phí sẽ còn nhiều vấn đề phải bàn, nhưng hiển nhiên tàu học phí cần phải gắn với việc nâng cao chất lượng đào tạo, có như vậy mới giải tỏa được băn khoăn của người học và dư luận nói chung. Dù có năng khiếu thiên bẩm cỡ nào đi nữa, văn nghệ sĩ bước chân vào con đường sáng tạo ít nhiều chịu ảnh hưởng của những người đi trước, đó là quy luật tất yếu, nhất là ở thời buổi dung nạp tất cả hình thức, nội dung sẵn có rồi tái tạo làm mới đang được cổ suý trở thành thứ mốt thời thượng cốt lõi tiếp biến văn nghệ vẫn là tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nước ngoài kết hợp với những giá trị truyền thống để sáng tạo nên những tác phẩm mới mẻ phù hợp với công chúng việt nam trước khi nước nhà độc lập những bức tranh tuyệt tác thiếu nữ bên hoa huệ tô ngọc vân em thúy trần văn cẩn chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa lãng mạn châu âu nhưng sâu xa vẫn thể hiện vẻ đẹp tâm hồn cốt cách con người việt nam vì thế những tác phẩm đó đã trở thành những bảo vật quốc gia làm say lòng bao lớp công chúng sự kết hợp thành công giữa tính hiện đại và tính dân tộc không phải là phép cộng đơn giản, muốn thành công đòi hỏi phải có một quá trình nghiền ngẫm, suy tư nghiêm túc trên cơ sở hiểu biết sâu sắc văn hóa dân tộc và văn minh nhân loại. Đó là bài học của những nghệ sĩ lớn đồng thời là trí thức lớn để lại cho thế hệ nghệ sĩ hiện nay, công chúng luôn cổ vũ văn nghệ sĩ có tinh thần đổi mới và không chấp nhận thái độ hẹp hòi, bế quan tỏa cảng trong giao lưu tiếp xúc văn hóa. Một bộ phận công chúng ban đầu có thể bị hấp dẫn bởi những tác phẩm ồn ào nhất thời, nhưng phần lớn công chúng đủ tinh tường để nhận biết đâu là tác phẩm kết tinh từ lao động nghệ thuật chân chính, đâu là những tác phẩm nhái sản xuất hàng loạt. Thực tế cho thấy tác phẩm nghệ thuật nào chứa đựng các giá trị chân thiện mỹ sâu sắc, đồng hành cùng dân tộc do những văn nghệ sĩ đổ mồ hôi xuống nước mắt sáng tạo nên mới tồn tại lâu bền trước sự đào thải khắc nghiệt của thời gian. Cả hai đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã họp hội đồng kỷ luật để xem xét và thống nhất hình thức kỷ luật sa thải đối với hai nhân viên vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, còn có hành vi lăng mạ người thành công vụ. Đây chính là hậu quả của những người coi thường kỳ cương phép nước. Với các lỗi vi phạm kể trên, hội đồng kỷ luật của hai cơ quan trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất, buộc thôi việc dư luận xã hội cho rằng đây là mức kỷ luật tương xứng với thái độ và hành vi của hai nhân viên thuộc sở tài nguyên môi trường đồng thời có tác dụng gian đe phòng ngừa đối với người khác Hiện tình trạng đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức căng thẳng. Nhiều tỉnh, thành phố đã phải áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Vì thế, mỗi cán bộ, nhân viên tại các chốt kiểm dịch đều đang bị quá tải, stress nghiêm trọng, rất cần sự cảm thông, chia sẻ của mỗi người dân để họ có thể trụ vững nơi tuyến đầu. Đáng tiếc không chỉ có hai nhân viên thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thái độ và hành vi quá khích, coi thường pháp luật, mà ở nhiều chốt kiểm dịch trên toàn quốc có thể dễ dàng bắt gặp những đối tượng như vậy một số đối tượng đã bị công an các địa phương khởi tố về hành vi chống người thành công vụ tại các chốt kiểm dịch. Đó là chỉ mới nêu vài ví dụ điển hình về việc chơi ngông của một số trường hợp coi thường kỳ cương phép nước bất chấp sự an toàn của cộng đồng xã hội. Thực tế, còn vô số những kẻ tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, không có ai ra gì cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch gây nguy cơ bùng phát đại dịch COVID-19 trên diện rộng. Đã đến lúc cần có bàn tay thép để xử lý nghiêm khắc những kẻ chơi ngông, có vậy mới có thể thắng giặc dịch mục điểm báo của đài phát thanh truyền hình yên bái xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi